vị trí thứ 16 này thì các bạn nhìn thấy chữ on này. Đấy, đồng loạt nó mở toàn bộ các cái van ra. Xin chào các bạn nha. Thì vẫn là các cái tổ máy về VRV của Toshiba. Đấy thì đây là cái dòng tô máy của nó này. Thì các bạn có thể thấy là đấy, đây là cái modem, các bạn nhìn rõ là 1201HT8 MMI MAP nhá. Đó thì trên cái tổ máy như này. Đó thì nó có rất nhiều những cái van. Đây các bạn có thể nhìn thấy là trong này ngay đây nó đã có khoảng 2-3 cái van. Đây, van đây, van đây. Đó thì những cái van này thì mỗi một cái van nó có một chức năng nhất định. Thì khi mà cái van này nó lỗi, nó không đóng hoặc là không mở hoặc là nó hỏng phần điều khiển thì nó cũng dẫn đến là các cái lỗi. Đấy, thế thì để kiểm tra tình trạng hoạt động của các cái van này thì cái dòng máy Toshiba này này nó có một cái tính năng, đó chính là các bạn có thể là fork cái van ấy, thì các bạn sẽ dạng như kiểu đóng mở thử test ấy, cưỡng bức từng cái van một. Thì ở trên đây chúng ta dùng ba cái switch này. Đó thì với ba cái switch như này thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ chuyển cái switch 1 này về 2, thấy chưa? Switch 3 về 3. Đó, nó lên chữ HR rồi đúng không? Thì các bạn nhấn vào đây. Đó thì nó lên số 2 này. Thì có nghĩa là cái van số 2. Đấy, các bạn thấy van số 2 nó mở tách một phát không? Thì sau đó mình chuyển cái van này. Nó là van số 5 mà SV5 nhá. Đấy, các bạn thấy nó tạch một phát. Đấy, chúng ta lại tiếp tục chuyển một cái nữa nó sang con số 4. Đấy, các bạn thấy không? Tách một cái thì có nghĩa là cái van nó đang mở nhá. Thì tất cả cái van ở đằng sau thì các bạn phải mở cái lắp đằng sau ra. Và khi mà vặn đến đâu thì các bạn sẽ có một người ở đằng bên kia kìa. Các bạn sờ cái van nó xem nó có tác động không? Nó có rung không? Đấy, đây. Van 3 này. 3 thì van 3A này. Đấy, nó tạch phát nhá. Khi mà chuyển sang cái van nào là cái van đó nó tạch một phát. Đấy, nó tạch phát nữa. Đó, 3C này. Đấy, nó cũng tạch nhá. Thì đấy, tất cả cái van các bạn kiểm tra ở đây và nó có số ở trên này nhá. Vặn đến đâu nó tạch đến đó thì có nghĩa là cái van nó đang mở ra đấy. Đấy. Và nó có một cái switch này nó ở vị trí thứ 16 này. Thì các bạn nhìn thấy chữ on này. Đấy, đồng loạt nó mở toàn bộ các cái van ra. À, thì các bạn có thể kiểm tra được các cái van nó mở, nó đóng như thế nào, nó trạng thái của nó đấy. Thì để mà kiểm tra nó giò hay không thì là các bạn phải chạy nó lên và các bạn sờ cái đường vào và đường ra của cái van đó. Vì với các cái van mà on off ấy, van điện tử on off thì khi nó mở thì ga nó qua và khi nó đóng thì nó ngắt. Nhưng nghĩa là hai đầu nó chênh lệch nhiệt độ và khi nó mở thì hai cái đầu của van ấy, vào và ra là cái nhiệt độ nó tương đồng với nhau. Đấy, thì khi nó mở thì các bạn có thể test bằng cái phương pháp này để các bạn xác định được là có cái van nào hỏng hay không và có cái van nào nó đang không mở hay không. Thì đó là cái cách mà test các cái van điện tử các bạn nhé. Đấy, thì các bạn chú ý là sau khi test xong rồi nhá thì các bạn phải trả cái switch này về một hết nhá. Đấy, thì các bạn chú ý là tất cả các trường hợp mà sau khi mà căn chỉnh test tiếp các thứ xong hết thì các bạn phải trả cái switch, ba cái switch này về cái vị trí một. Đấy thì đối với các cái van thì ở trên dàn phụ thì kiểm tra trên cái bò phụ và ở trên cái dàn chính kia thì các bạn kiểm tra trên cái bò đó. Đấy, thì sẽ kiểm tra bo của con nào, kiểm tra bo của con đó nhá. Ở đó rất là đơn giản nhưng mà các cái bước kiểm tra nó như vậy. Thì các bạn chỉ việc vặn switch thôi và kiểm tra cái thực tế mở để mà đánh giá chính xác cái tình hình nó đang mở như thế nào. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Nhớ đăng ký kênh và like video của mình nhé.